Chào mừng quý khách đến với chương trình Quang Lâm TV. Cho thuê là một cách tăng thu nhập khá ổn định mà không tốn quá nhiều công sức. Nhưng cũng như với bất cứ công việc gì, muốn thành công và suôn sẻ, và cũng để giảm bớt gánh nặng sau này cho cả hai bên, chủ nhà và người thuê nhà, công đoạn chuẩn bị kỹ càng trước khi cho thuê nên được đầu tư tận tình. Sau đây là một vài điều nên chú ý trước khi quý khách cho thuê nhà. Thứ nhất, kiểm tra nhà thật kỹ lưỡng. Nên thuê một chuyên viên đến kiểm tra toàn bộ căn nhà, hệt như đang trong giai đoạn kiểm tra trước khi bán nhà. Có rất nhiều vấn đề hư hao mà dưới con mắt không chuyên nghiệp của chúng ta khó có thể nhận ra để sửa chữa. Một vài vấn đề thông thường hay xảy ra gồm có: mái nhà bị dột, máng tiêu nước bị cong vên, driveway bị nứt, có ổ gà, vòi nước và ống nước bị rò rỉ, các chốt điện lỏng hoặc bị hư hỏng, bóng đèn và máy báo hỏa hoạn không hoạt động bình thường, sàn nhà bị chênh vênh, lồi đinh, vân vân. Nếu quý khách kiểm tra và sửa chữa trước khi cho người thuê dọn vào, quý khách sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và tiền bạc, cũng như giảm thiểu phiền toái cho người thuê. Thứ hai, an toàn là trên hết. Dựa trên cơ sở pháp lý, người thuê có quyền được ở một nơi sinh sống an toàn. Nếu quý khách cho mướn nhà hoặc condo thì các nơi đó phải có hệ thống báo khói và bình chữa cháy riêng biệt. Các hệ thống điện sưởi và nhà bếp cũng phải đáp ứng đúng luật lệ an toàn căn bản. Việc bảo đảm an toàn tối đa cho người thuê sẽ giúp quý khách tránh những rắc rối về mặt pháp lý sau này, nếu lỡ không may có tai nạn xảy ra ngay trong nhà. Quý khách cũng có thể cân nhắc việc gắn thêm hệ thống máy quay phim báo trộm để bảo vệ cho người thuê cũng như bảo vệ tài sản của quý khách. Tuy nhiên, quyền riêng tư của người thuê phải được tôn trọng tối đa. Nếu quý khách dự định gắn hệ thống quay phim, người cho thuê phải được quyền biết, cũng như có quyền kiểm soát, và đôi bên phải thỏa thuận và đồng ý trên mọi phương diện. Thứ ba, sạch sẽ cho sức khỏe. Trước khi giao nhà, quý khách nên cho chuyên viên đến kiểm soát, nắm mốc, cũng như việc xử lý các vấn đề liên quan đến côn trùng trong và bên ngoài nhà để bảo đảm chất lượng sống của người thuê không bị ảnh hưởng. Thảm và sàn nhà nên được lau chùi, hút bụi và giặt sạch sẽ để các thứ bụi và tác nhân gây ô nhiễm không khí không truyền nhiễm cho người thuê. Các ô cửa sổ cũng như các khung cửa thông thường không được lau chùi bên ngoài thường xuyên, và đây là thời gian thích hợp để tổng vệ sinh. Để cập nhật tin tức bất động sản cũng như chi tiết và những dự án sắp xây tại trung tâm thành phố Toronto và dùng phụ cận, quý khách có thể đọc những bài viết thường xuyên của Quang Lâm trên các tờ báo Thời Báo, Thời Mới. Khi quý khách có bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số điện thoại 416-804-5111 hoặc vào trang nhà quanglam.ca để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua, bán và thuê bất động sản. Đặc biệt, bán nhà cho quý khách chỉ có 1% tiền quê hồng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video chuẩn bị nhà trước khi cho thuê phần thứ nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong video phần thứ hai.